Ngày 11 tháng 4, số ca tử vong của Mỹ đã vượt qua Ý, trở thành quốc gia có người chết do đại dịch COVID-19 cao nhất thế giới. Cụ thể, Mỹ đã có 20.577 người qua đời kể từ khi dịch bệnh bắt đầu xuất hiện ở nước này, theo trang thống kê Worldometer. Số ca nhiễm bệnh ở Mỹ hiện cũng đứng đầu thế giới với hơn nửa triệu trường hợp, 532.879, tăng thêm 30.003 ca trong ngày 11 tháng 4. Trong 4 ngày liên tiếp, Mỹ chứng kiến con số tử vong mỗi ngày cao kỷ lục, khoảng 2.000 sinh mạng bị dịch bệnh lấy sau mỗi 24 giờ. Phần lớn số người tử vong đều ở bang New York, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh tại Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn lời tiến sĩ Trish Murray, giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington rằng tình hình dịch bệnh ở Mỹ có thể đã gần đạt đỉnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng nước này lại cảnh báo rằng số người chết ở Mỹ có thể lên đến 200.000 người trong mùa hè này nếu các lệnh bắt buộc ở nhà hết hiệu lực mà không được gia hạn thêm. Hiện các lệnh yêu cầu không ra ngoài được từng bang đưa ra đã khiến 90% dân số Mỹ ở nhà và các doanh nghiệp trường học đóng cửa ít nhất đến cuối tháng 4. Hiện tại, các hướng dẫn liên bang vẫn rất ủng hộ các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài đến hết ngày 30 tháng 4. Sau đó, Tổng thống sẽ phải quyết định có nên gia hạn biện pháp trên hay không. Theo ý kiến của một bác sĩ, điều phối viên thuộc nhóm chuyên trách ứng phó COVID-19 tại Nhà Trắng thì Mỹ vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch. Ngày 11 tháng 4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố dịch COVID-19 là thảm họa lớn tại bang Wyoming. Đây là bang cuối cùng trong 50 tiểu bang được ban bố tình trạng này. Tuyên bố này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có một tổng thống ban bố thảm họa trong toàn bộ 50 tiểu bang cho cùng một sự kiện, đó là dịch COVID-19. Việc ban bố tình trạng thảm họa lớn còn giúp bang cũng như một số tổ chức phi lợi nhuận tại Wyoming tiếp cận với nguồn ngân sách của liên bang dành để chống dịch COVID-19 và phối hợp với các cơ quan liên bang đang phụ trách chống dịch. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.